Và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là What's The Hand nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này, hay là cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ, nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi. Thì hôm nay sẽ có một cái sự kiện mới anh em ạ. Đây, sự kiện này kết thúc bằng 2 ngày nữa mình sẽ cố gắng cày. Lần trước mình quên không cày anh em ơi. Chúng ta sẽ được cái hòm vàng của rất là nhiều game ấy. Cái game rất là thích luôn anh em ạ. Ui, có sư gì ạ? À? Sư cọ mốc Shaolin ạ. À. Ok. Nó có cột lửa level 1, mình có cột lửa level 5. Nhìn chung nó bá đạo hơn rất là nhiều nha anh em. Let's go man, lên nào. Vẫn là thằng ngày trước, vẫn là con này ra để đánh ô. Shaolin. What the hell? Chết rồi. Ok. Chết rồi. Đừng. Úi giời. Nice. Nó thua anh em ơi, làm sao nó có thể chịu được. Nó phải có thằng Shaolin cơ nha. Nhưng mà Shaolin thì có vẻ khá là đắt. Really? Con bọ robot à? Bọ robot à? Đây là thành phố robot anh em ơi. Chúng ta có 3 trận để đánh thôi. Khá đơn giản nhỉ. Dễ quá. Victory. Kiếm thêm được cái hòm. Ui dồi, quân mới. Ui. Con này khỏe lắm anh em ơi. Con này chính ra là khỏe hơn cái con hiện tại của mình đang dùng ấy. Nó nhanh hơn, bá đạo hơn. Nhưng mà nó chỉ có level 1. Đâu nhỉ? Đây con này anh em ạ, nó đội hiếm là epic đây anh em ạ. 280, 598. Ok. 5 giây. Con này sẽ ra chậm hơn. 20 giây. Fighter thì nó sẽ có 50% thêm attack speed. Ok. Và nó sẽ có một số cái skin, mà con này đấy bây giờ phải cần kiếm mảnh thôi anh em ơi nhá. Chứ chúng ta vẫn sử dụng cái con kia là hợp lý nhất rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Let's go. Kiếm game nào. Có người đá, có thanh niên cờ cua. Nói chung là bọn này cũng yếu thôi, chẳng có gì là khó khăn đối với mình cả. Let's go. Để đường. Đấm nó nào. Dĩ nhiên là phải đấm rồi. Holy shit. Bên mình khá trâu anh em ạ. Nên mình không phải xoắn bọn này lắm. Oh nice. Vãi cả nồi. Ok boy. Nào. Tiến lên. Quá nhanh thôi anh em ạ. Chúng ta gọi là đông ấy. Chúng ta chơi theo kiểu gọi là lấy số lượng đè chất lượng của nó anh em. Sợ thật. Victory rồi anh em, chiến thắng rồi. Sâu đây. Chưa có rồng béo anh em ạ. Ok, lâu lắm rồi tôi cũng không có rồng rủng hay là mấy cái thứ gì đó. À, có mấy con mới này. Ui, có rồng xương ạ. À. Có thanh niên chuyên đánh ấy này, chuyên tăng cơ này. Má ơi, rồng xương kìa. Có rồng xương kìa anh em ơi. What the hell man. Ôi, nó có quả khiêng đỉnh của chóp thật sự anh em ạ. Cái này thì lao thẳng vào thôi, không có gì phải xoắn cả. Thắng rồi, thắng thì vẫn sẽ thắng thôi anh em ơi. Bộ rồng xương anh em ạ. Ảo ấy. Cái nồi gì đấy? Rồng xương. Ui, mình vả cái rồng xương chết luôn anh em ạ. Nó không có cơ hội gì mà để có thể là đấu lại với mình ấy. Không bao giờ có cơ hội luôn. Dù chỉ là một cái hy vọng nhỏ nhoi, nhưng mà không có cơ hội là không có cơ hội nha anh em. Wow. Xong rồi, đấm xong rồi. À, vào đây mua một vài món đồ linh tinh nha. Nha. Con này có dùng không? Thật ra con đấy cũng không dùng ấy.
nên mình cũng không để ý lắm. Không dùng thì thôi. Ôi, lúc nãy được gấp đôi mà mình không ấn. Ngu thế nhỉ. Rồi, giờ cầm khoảng 320 game thì mới mở được một cái hòm xịn nha anh em. Bây giờ thì cũng chưa mở được hòm xịn. Ui, con này lại lên cấp này. Hoarder. Rồi thì chúng ta đánh xong 3 trận ở trong cái phần system này rồi, nên bây giờ tôi cũng không thể đánh thêm nữa anh em á. Bây giờ đánh kiểu gì bây giờ? Mình sẽ có lẽ sẽ đánh cái trận ở bên này đi nhỉ. Mình sẽ cần thêm một cái con bắn nữa anh em ạ. Con nào bắn khỏe. Mình chưa có ý định đổi cái chiến thuật như thế này anh em ơi. Tại vì cũng không có con nào gọi là đủ tốt đấy. Để chúng ta, ui con này hồi tận 45 giây. Ma ơi, nó lâu một cách gọi là, nó lâu một cách quá đáng ấy, anh em ơi. Poor flame. Con này thì cũng được cái là trâu nhưng mà chậm quá nhỉ. Chậm quá. Tốc độ chậm và hồi thì cũng rất là lâu luôn. 1200 máu, khả năng bắn xa. Nhìn chung thì cũng, nếu mà cho vào được thì cũng ok, không vấn đề đến nỗi nào. Rồi, vứt vào đây vậy. Và lấy lại cái con hay là chơi con này ta. Con này là bắn pháo từ xa anh em ơi. Cũng được ấy chứ nhỉ. Thì như mình thấy con này bắn cũng ok, không nói là quá là attack yếu quá, attack yếu dã man. Lựa chọn thôi cũng khó khăn nha. Không dễ tí nào cả. Con bom này khá là vô dụng ấy, nên mình không chơi con bom này mấy. Ok, làm thử trận ở trong cái phần arena nè. Má ơi, nó có hai con tăng cơ. Chuột chũi bắn ở nhà khó chịu nhỉ, thật sự là khó chịu à. Mình chưa biết sẽ đánh theo kiểu gì bây giờ. Thử chơi nè. Con này chắc chắn sẽ sử dụng lửa rồi này. Lửa để đấm vào mồm nó này. Chắc chắn luôn. Ui, chết méo con đấy rồi. Nhưng mà đấy là lừa đấy anh em ạ, đấy là lừa thôi. Tất cả đấy chuyển lừa thôi ha. Tất cả đấy chuyển là lừa thôi. What the fuck, chết luôn con tăng cơ mình rồi. Holy shit, nó bắn từ tận nhà luôn anh em ạ. Ảo thật đấy, thế thì thua rồi. Ảo thế nhờ. Ok boy. Nó có tăng cơ. Wow. Đã khó chịu nhờ, mình không làm được kiểu gì luôn ấy anh em ạ. Con này nó trâu quá. Ôi. Con này nó một mình nó giết được mấy con của mình rồi anh em. Này chơi sao? Này chơi thế nào? Giết thì vẫn chưa giết được mình. Thật sự là wow. Mày tưởng tao yếu không? Mê nó có hai cái khẩu pháo này. Ở nhà này nó cứ bắn lên này. Thế này thì đỡ thì cho được thật sự luôn. Thế này thì không đỡ được rồi. Không đỡ được thì cho được. Okay. Chết thôi cưng ơi. Khó chịu thật đấy. Trận này thua rồi. Trận này mà thắng được thì đúng là đỉnh của chóp luôn, nhưng mà không thắng được. Ok, nó hồi nhanh hơn. Cái con này đáng lẽ mình cần phải có một cái phương án khác đấy. Chứ như thế này thì không ổn tí nào. Mè. Không biết làm nào luôn để mà bắn nó luôn anh em ạ. Mình bất lực rồi. Khá bất lực rồi, không biết làm nào đây. Rồi, nice. Khỏe quá.
Thôi chịu thua thôi. Biết làm nào bây giờ? Nó bá quá anh em. Nó chơi cái con kia bắn ở nhà thì thấy cũng ok. Theo như mình thấy cũng ok. Rồi mình sẽ cần xem xét cái tình hình. Đấy, con rồng này thì con rồng này thì nó không được mạnh cho lắm. Thật sự là nó rất là chậm anh em ạ. Đúng không? Rất rất là chậm luôn. Chơi chơi luôn này. Hai con này chơi đấu nhau. Thích chơi thì chơi thôi cưng. Nó chơi cả hai loài cơ. Hai loại như thế này thì đánh sao nhỉ? Level 10. Gần như mình rất rất là khó để có thể đánh lại được nó ha. Một con bắn này đi. Không con này bắn thì vẫn ok mà. Này bắn rất ok luôn. Bỏ con này đi. Thích thì chơi hai con Puji chơi kia kiểu là giống nó vậy. Thích thì chơi thôi. Hoặc là chơi một con bắn đạn từ xa ấy. Con gì nhỉ? Nhưng con đấy hơi chậm, con này level 8 hơi chậm. Được cái máu trâu. Được cái máu rất trâu luôn. Mà nó tận 7 anh em ạ, đắt quá nhỉ. Đắt quá thể không anh em, được làm có ăn được không nhỉ? Mình đang hy vọng là ăn được nó. Dùng để gọi là hấp diêm thì là ok đấy nhỉ. Vấn đề là không vấn đề quá lớn. Ô, ảo hết. Rồi héo men. Không đấm được luôn ạ. Khó nhỉ. Giờ đang khá là khó nhằn à. Có nhàn thật sự luôn đấy. Khó quá. Chết về đi cưng. Nice. Hay quá, hay quá, hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Tôi mắc rồi, tôi còn chưa biết mua cái gì đây. Không mua được cái gì nữa rồi. Nhưng mà thắng rồi. Con này nó chém nhanh quá nhờ. Chém liên hoàn cước này, liên hoàn đấm vào mặt này. Ok, chúng ta sẽ thắng được một trận đầu tiên. Khá là khó nhằn. Ô, được thêm hoàng vàng luôn này. Trời ơi. Có thêm hai tấm thẻ Ray thôi anh em ạ. Open now. So on. Khá khó khăn, khá vất vả dành cho mình luôn anh em ạ. Cái con Mysterious Drop này khá hay. Nhưng mà không có tiền, hết tiền thôi. Hết vàng rồi. Có vàng ngon nhờ. Có vàng có thể lên cấp cho con này lên. Nó có một cái chiêu 30% cơ hội để gây ra cái slow anh em ạ. Hoặc nó có thể lên được 1 đến 2 cấp nữa. Đam rất to, attack speed từ mức độ trung bình nhỉ. Hello. Hello. Oh my god, nó có một cái con này ở đây khó chịu lắm anh em ơi. Hy vọng là tôi sẽ đánh được. Tôi sẽ cần một cái team nó chắc chắc cú đó, chắc chắn đó ở phía trước đó. Xong rồi tí sau. Tôi cần đam đấy anh em ơi. Tôi cần khá nhiều đam ấy. What the fuck? Nó khôn đấy nhỉ? Thật sự rất là khôn luôn anh em ạ. Đánh rất là khó khăn luôn đối với mình luôn này. Nó dùng cái con kia để nó trị mấy con đam to của mình nhưng mà kiểu dạng như vậy. Ơ. Rồi.
Đâu rồi? Cái con đệ của mình đâu rồi? Hồi sinh hộ tao cái đi cưng. Tôi đang hơi bị yếu bên này rồi. Con này là chuyên trị mình rồi anh em ơi, không hạ được. Khi mình mua con này ra cái là nó đánh mình luôn. Khó thật sự luôn anh em. Nó ép tận góc mình luôn này thì đánh sao? Không có cơ hội thắng rồi. Sợ thật đấy. Mấy cả cư thật. Nó chơi cái con kia để nó sao nhỉ? Mình thấy thì mình phải chơi cái kiểu khác. Nếu mà nó chơi cái đấy thì mình chỉ chơi kiểu khác. Đừng có cố đấm ăn xôi anh em, đúng không? Đúng, chính xác như vậy. Trận khó nhỉ. Bây giờ lên cái arena này là khó dã man. Ok, nó không có ấy đâu anh em nhá. Nó không có. Nó cũng không quá khỏe đâu. Mức độ bình thường thôi. Cái gì vậy? Cái nồi gì vậy? Nó chắn được hộ à? Mày có chắn được hộ không ta? Mình không rõ nó có chắn được hộ hay không nữa. Mẹ nó khỏe thế. Con này khỏe thế. Ảo nhỉ, thế thua rồi. Hai con này nó tăng cơ không đánh nổi luôn, sợ thật. Vãi cứ cứt rất khỏe thật sự luôn. Không đánh nữa, đánh chuyển ra cái phần kia thôi. Lại toàn bên level 15 14 này. 14 15 này. Không đánh được. Chúng ta không đánh được nha anh em. Cái này tôi bất lực và tôi bó tay rồi ha. Đánh cái phần này thôi. Đánh phần này nó sẽ dễ hơn cho chúng ta. Đấy phần kia đúng là ác mộng luôn anh ạ. Toàn level 14, level 15 chịu. Không đánh được. Chưa đủ đẳng cấp để đánh cái đấy nha anh em. Lúc ấy may thắng được một trận thôi. Khó à. Khó anh em. Khó à. Nó bắn đợt đẩy lùi ghét nhở. Nó đam to ấy. To vãi lều luôn. Thề. Khó chịu thật sự luôn đấy. Nghèo á. Phải bắn chậm dã man luôn. What the fuck. Khó chịu thật đấy. Mình không có là tốc độ ấy, mình hấp diêm con này ra. Rồi ok. Chậm quá. Tìm ra tốc độ chậm quá. Hi hi. Rất đúng lúc luôn. Rồi. Nó thay con này đi anh em, nó thay con này bằng con Gobin đi thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Thế đây thì các bạn không đỡ đấu tôi rồi. Ok này, đấm cho vỡ mõm luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục để kiếm thêm vàng, kiếm thêm một vài cái item khủng khủng tí nha. Ồ, 18 phút rồi, phải nồi cái gì vậy? Rồi, và chúng ta skill nhé, xin chào anh em.